Thưa quý vị, trong những ngày qua, khi mà độ nóng của Covid-19 đang dần hạ nhiệt, khi mà tám ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận những ca mắc mới về Covid-19 thì thay vào đó, những diễn biến liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang được rất là nhiều những tờ báo quan tâm, trước những tâm trạng lo lắng của nhiều phụ huynh về sự thay đổi phương án tuyển sinh của nhiều trường trong năm nay vâng à, ạ và ngoài ra thì à, báo chí sáng nay cũng có đề cập rất nhiều sự quan tâm cho vấn đề nóng liên quan đến vụ việc tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh CDC Hà Nội với rất nhiều những tình tiết mới cũng đã được báo chí cập nhật và quan tâm trong số đa sáng ngày hôm nay bên cạnh đó thì cũng là nhiều bài viết phản ánh không khí tại nhiều địa phương trong những ngày đầu tiên mà chúng ta hết cách ly xã hội cụ thể những bài viết này như thế nào chúng tôi xin được điểm qua ở tiểu mục điểm báo của chương trình cà phê ngày mới thưa quý vị thưa các bạn trên trang 14 à, của báo à, lao động sáng nay thì à, vào ngày 23 tháng 4, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu làm rõ hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm trong việc đình chỉ thầu và mua máy xét nghiệm COVID-19. Các bị can này có hành vi móc ngoặt thổi giá thiết bị vật tư y tế. Thông tin chi tiết về Vụ việc này thì báo tuổi trẻ ngày hôm nay có bài viết là vì sao giám đốc CDC Hà Nội bị bắt trên trang số 14. Bài viết từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã cho mua sắm một số thiết bị real time PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do thời gian gấp nên là việc mua sắm này đã được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức là chỉ định thầu. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm real time PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam có giá khoảng là 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá cao gấp 3 lần, tức là 7 tỷ đồng. Và quá trình điều tra bước đầu xác định là các bị can là lãnh đạo nhân viên của CDC Hà Nội cùng với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại Việt Nam NST. Tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành đã câu kết gian lận thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real-time PCR tự động xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội. Trên báo Lao động số ra hôm nay đã có bài viết phân tích những lỗ hổng trong mua sắm trang thiết bị y tế được đăng trên trang số 2. Cụ thể chúng tôi xin được trích đọc cùng với quý vị. Bài viết đã phân tích giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm và đồng phạm đã vi định đã vi phạm về điều 22 của luật đấu thầu cũng như các văn bản liên quan. Cụ thể, đối với trang thiết bị y tế phục vụ chống dịch COVID-19, thì các địa phương, cơ sở y tế được phép chỉ định thầu. Trong đó có hai loại hình là chỉ định thầu rút gọn và thông thường. Trang thiết bị y tế mà CDC Hà Nội mua thuộc chỉ định thầu rút gọn áp dụng đối với gói thầu thuộc về các trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1 điều 22 luật đấu thầu Bên cạnh đó, thực hiện đúng quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn của nhà thầu, theo các quy định liên quan, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu, xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp này, không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mức giá thiết bị mà CDC Hà Nội đặt mua thực tế trên thị trường có giá là từ 2,5 cho đến 10 tỷ đồng. Với mức giá trên, ông Nguyễn Nhật Cảm và đồng bọn đã vi phạm điều 22 Luật đấu thầu cũng như các văn bản có liên quan vâng có thể nói sự việc này đang khiến cho cả dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và rất nhiều tờ báo lớn số đa sáng ngày hôm nay cũng đã đề cập đến trong đó có báo Tiền Phong tại trang 10 với dòng tích lớn là giám đốc CDC Hà Nội từng bị tố sai phạm liên quan đến vụ án tại CDC Hà Nội thì báo Tiền Phong sáng nay có bài viết thông tin ông Nguyễn Nhật Cảm là giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã ký phê duyệt gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đợt một với tổng chi phí là hơn 30 tỷ đồng từng bị tố cáo sai phạm có nhiều khoản thu nhập bất Thường. Trước khi nhận chức vụ giám đốc CDC Hà Nội, ông Cảm từng làm giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc Sở Y tế Hà Nội. Năm 2018, thì ông Cảm được công nhận học hàm phó giáo sư và tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội. Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, ông bị cán bộ viên chức trong cơ quan tố cáo là có sai phạm với nhiều khoản thu nhập bất thường. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2018, đơn tố cáo của tập thể cán bộ viên chức trung tâm nêu đích danh ông Cảm có sai phạm trong việc chi trả tiền lương và có tiền lương quá cao so với quy định của pháp luật. Cụ thể, năm 2017, tổng tiền lương của ông Cảm là hơn 1 tỷ đồng, tức là cao gấp 5 lần lương của phó giám đốc, gấp 12 lần lương của bác sĩ. Theo đơn tố cáo, ông Cảm không chỉ có nguồn thu nhập ở trung tâm mà còn ở nhiều nguồn khác ông phân phối nguồn thu nhập cho lợi ích nhóm gia đình, lương và thu nhập giữa lãnh đạo một số bộ phận có dấu hiệu không công bằng. Đơn tố cáo còn nêu việc ông Cảm nâng đỡ một cán bộ khác giới thiệu kết nạp đảng, bổ nhiệm làm cấp trưởng phòng và vị cán bộ này có dấu hiệu được ưu ái, từng bị tố cáo là có tiền án tiền sự, làm thất thoát tài sản của nhà nước nhiều tỷ đồng trong việc mua bán và đấu thầu. Thưa quý vị, hiện nay thì quyết định thay đổi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thành thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục đích chính là xét tốt nghiệp do tác động của dịch bệnh đang khiến cho phụ huynh, học sinh cũng như là rất nhiều những trường đại học khác phải lo lắng. Liệu mọi sự chuẩn bị có kịp diễn ra kỳ thi và công tác tuyển sinh khi thời gian thi chưa đầy 4 tháng nữa, trên trang 3 của báo Phụ nữ Việt Nam sáng nay cũng đã có bài viết Thay đổi kỳ thi trung học phổ thông 2020, phụ huynh và học sinh lo lắng vì trở tay không kịp. Cụ thể thì lo lắng và tâm tư của không ít phụ huynh lẫn học sinh trong thời điểm này, điều lo lắng hiện nay là các trường đại học chưa đưa ra được phương án tuyển sinh nào rõ ràng. Trước sự thay đổi lớn, thời điểm hiện tại vẫn chỉ dừng ở khu quyết định lựa chọn phương án tuyển sinh và tuyển sinh riêng hoặc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nói trên. Tiếp theo sẽ còn nhiều câu hỏi khác được phụ huynh và học sinh đặt ra, như nếu như thi riêng thì các con thi sẽ không chỉ mỗi kỳ thi tốt nghiệp mà còn thi thêm từ các kỳ thi khác của các trường đề thi sẽ như thế nào khi chưa rõ định hướng ra sao việc di chuyển từ nhà đến địa điểm liệu có gặp lại bức tranh của kỳ thi ba chung trước đây hay không khi mà học sinh từ mọi miền lên các thành phố lớn để thi tất cả những băn khoăn đấy chắc chắn sẽ cần có câu trả lời sớm từ ngành giáo dục cũng như các đơn vị tuyển sinh để giúp học sinh phụ huynh yên tâm hơn chuẩn bị cho kỳ vượt vũ môn sắp tới những thông tin về công tác bình ổn giá cả thị trường cũng được báo Thanh niên cập nhật và chi tiết trong buổi sáng ngày hôm nay tại trang 7 với dòng tích là vì sao giá heo tăng mà không giảm. Bài báo này cho biết là hơn 3 tuần sau khi các công ty chăn nuôi lớn thực hiện cam kết đưa giá heo hơi về mức là 70.000 đồng một ký, giá heo hơi trên thị trường đến ngày hôm qua ngày 23 tháng 4 đã leo lên đến hơn 90.000 đồng một ký. Vì sao đã có chỉ đạo của chính phủ cũng như sự giao cuộc của nhiều doanh nghiệp nhưng giá heo chỉ tăng mà không giảm. Thưa quý vị đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vissan cho biết giá heo hơi công ty mua trực tiếp từ các công ty chăn nuôi lớn vào ngày hôm qua, ngày 23 tháng 4 có giá là 91.000 đồng một ký với loại trọng lượng trung bình từ 95 đến 115.000 đồng một 100 trăm... 95 đến 115 kg một con. Vậy thì với giá 70.000 đồng một ký theo như cam kết từ các công ty chăn nuôi heo lớn thì sao? Đại diện của công ty Vissan cho biết giá đó chỉ mua được 7% trên tổng nhu cầu của công ty. Ông Lê Xuân Quy là phó tổng giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam khẳng định giá heo hơi trên thị trường tăng do người bán chứ chưa hẳn là do thương lái. Nguồn heo hơi giảm là có thật nhưng mà nhu cầu thì cũng giảm. Giá heo hơi được kéo thấp rời khỏi trại của các công ty chăn nuôi lớn nó vẫn được bán theo giá của thị trường. Theo ông Nguyễn Kim đoán là phó chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai thì cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến giá heo vẫn cao là hiện nay nguồn cung thịt heo vẫn thấp hơn khoảng 50% so với bình thường. Thưa quý vị, chuyển sang những tin tức khác à, có liên quan trên báo Người lao động số ra ngày hôm nay cũng đã có bài viết phản ánh về việc khuyến cáo người dân trước trò lừa đảo mới. Chỉ cần xem video thì tiền tự động chảy vào túi của mình. Cụ thể là người dân chỉ cần nộp 250.000 đồng để đăng ký tài khoản, rồi cứ thế ngồi xem video là tiền tự động chảy về túi. Bị dụ vào trò chơi mới trong lúc nhàn rỗi vì giãn cách xã hội, xong người chơi không rút được tiền, còn website và admin thì mất hút. Trao đổi với phóng viên lao động, một đại diện Cục An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 đó cho hay, theo diễn tiến của sự việc đã có dấu hiệu của sự lừa đảo. Theo đại diện A05, hiện tại thủ đoạn lừa đảo trên mạng rất đa dạng và rất nhiều. Ngoài ra, hoạt động trên không gian mạng đặc tính là ảo, nên tiếp cận nhanh với người dùng một cách rất sâu rộng ông nguyễn minh long thạc sĩ luật sư giám đốc công ty luật trang đã cho biết hành vi trên rất mới ở thời đại công nghệ số nhóm đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản lách luật qua diễn biến của sự việc xảy ra ở nhiều tỉnh thành với nhiều người tố cáo luật sư cho hay đã đủ dấu hiệu của tội phạm chiếm đoạt tài sản người dân cần hết sức cảnh giác trong khi đó, thì trên báo pháp luật Việt Nam có một vấn đề rất đáng quan tâm tại trang 8 với dòng tích là tai biến di sản nỗi lo của ngành du lịch. Bài báo này cho biết hiện nay thì nhiều dùng di sản thiên nhiên tại Việt Nam đang có nguy cơ bị mất đi tính toàn dạng của cảnh quan bởi những tai biến địa chất ngày càng thể hiện rõ nét. Mặt khác, việc bảo tồn hệ thống di sản địa chất và hạn chế tác động của tự nhiên đến di sản còn nhiều vấn đề khó khăn chưa thể giải quyết được. Bài viết này cho biết một trong những vấn đề quan trọng trong công tác bảo tồn di sản thiên nhiên đó chính là việc duy trì và bảo tồn được tính toàn dạng của yếu tố cảnh quan và những thành phần cấu thành các cụm di sản. Tuy nhiên, tính toàn dạng của nhiều di sản đang có nguy cơ không giữ được do ảnh hưởng bởi một phần các hoạt động địa chất và địa mạo. Việc mất đi phần lớn cảnh quan của danh thắng cũng khiến cho hoạt động du lịch trong nhiều năm qua đã bị sa sút. Tuy nhiên, với những cảnh quan đang bị biến dạng do các hoạt động địa chất, công tác bảo tồn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bên, bên cạnh đó, thì câu chuyện về đà xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn được nhiều tờ báo đặc biệt quan tâm. Ở trên báo diễn đàn doanh nghiệp quan tâm phản ánh vấn đề này như sau. Tại trang 12, bài viết đấu thầu mua gạo và các vấn đề pháp lý được bổ xẻ với một nghịch lý như thế này. Trúng thầu mua gạo dự trữ nhà nước nhưng mà từ chối để ký hợp đồng. Thực tế này đã gây nên những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn và thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội trong những ngày vừa qua. Vì các doanh nghiệp khi đã trúng thầu nhưng không ký kết hợp đồng không phải là hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại điều 89 của luật đấu thầu năm 2013 do đó không thể áp dụng bất cứ biện pháp chế tài nào nêu trên để xử lý các doanh nghiệp không ký kết hợp đồng. Các doanh nghiệp không tiến hành ký kết hợp đồng bán gạo cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ có thể bị mất số tiền bảo đảm dự thầu từ 1 đến 3% theo quy định tại điểm D khoảng 8 điều 11 luật đấu thầu 2013. Qua sự việc trên, chúng ta cũng cần nhìn lại công tác tổ chức đấu thầu đã thực sự phù hợp hay chưa. Thưa quý vị và cũng trong lĩnh vực giao thông thì trên báo Người lao động số ra sáng nay đã có bài viết phản ánh về những con đường kinh hải ở Bình Dương được đăng trên trang số 6. Theo tác giả bài viết, trong suốt hơn chục ngày qua tại các cung đường huyết mạch ở tỉnh Bình Dương, phóng viên báo Người lao động không khỏi kinh hải với tình trạng xe tải nặng chạy bạc mạng, bất chấp các quy định an toàn. Sự việc này đang là nỗi lo sợ ngày mục lớn của cư dân sinh sống dọc hai bên đường. Bởi theo họ, dù nhiều lần phản ánh, cơ quan chức năng ra quân nhưng vẫn không có dấu hiệu vãn hồi. Theo tìm hiểu của phóng viên, những chuyến xe khủng tung hoành ở các tuyến đường nói trên chủ yếu là chở phân bón cùng vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, trong suốt hơn 10 ngày rảo quanh các cung đường huyết mạch ở Bình Dương, phóng viên báo người lao động thấy gần như rất ít xe bị kiểm tra và xử lý. Câu chuyện thể thao cũng được báo chí quan tâm và phản ánh trong buổi sáng ngày hôm nay trên báo Tuổi Trẻ ở trang 15 với dòng tích là mua bản quyền AFF Cup 2020, cuộc đua mạo hiểm. Bài báo này cho biết được diễn ra vào cuối năm nhưng cuộc đua mua bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 tại Việt Nam đã nóng lên khi bà đơn vị sở hữu bản quyền là Grandi Sport Asian LSA đã bắt đầu chào với giá khủng bất chấp dịch bệnh Covid-19. Theo những thông tin không chính thức thì LSA đưa ra mức giá là khoảng 5 triệu đô la Mỹ cho bản quyền truyền hình FA Cup 2020 tại Việt Nam. Nếu đây là một con số thật thì tức là mức giá này đã cao gấp 3 lần so với AFF Cup 2018 và có thể nói mua được bản quyền truyền hình của AFF Cup 2020 với giá cao trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu để sau khi dịch kết thúc, vốn không biết đến khi nào mới mua nhằm chờ giá có thể giảm xuống thì có khi cũng là một quyết định mạo hiểm hơn. Nói vậy bởi nếu mua sớm và dịch bệnh Covid-19 kết thúc trước giải vài tháng thì đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình sẽ hưởng lợi khi có thể xây dựng được kịch bản kinh doanh hiệu quả nhờ có thời gian chuẩn bị. Chúng tôi vừa điểm qua rất nhiều những thông tin nổi bật trên các báo số đa sáng ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc.